Thank you.
Thank you.
Tiền nhé. Rồi 5 cây. Bao tiền một cân này em? Bao tiền một cân hả? Ừ. 5 cây 5.000 ạ. Không có 5.000 nữa. Đâu, vâng. Rẻ thế. Nói là về cái đàn gì nữa. Cậu sau đàn này thì sao? Nhắc hoạt động. Nhìn được vào đi. Đi hay là vừa hộ kéo vào xe đi không? Cô dưa đi chị, cô có đi. Thank you.
Cháu sao đây? Ôi, cháu sốt rồi. Vào nhà đi cháu.
Cháu ơi, đèn cháo cháu. Đèn cháo. Chú bảo cháu rồi, đi làm về mệt thì nghỉ, nhà cửa chú về chú khắc dọn dẹp, đi về mệt thì nghỉ.